Trong suốt những năm 1980, Hansi Flick từng chơi ở vị trí tiền vệ cho Bayern Munich. Cùng với Lothar Matthäus và những người khác, ông đã có 137 lần ra sân trong suốt quá trình giành 4 chiếc vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Trên băng ghế huấn luyện, Flick từng là trợ lý của Joachim Löw ở đội tuyển quốc gia Đức từ năm 2006 đến năm 2014 và do đó đặc biệt quen thuộc với một số cầu thủ nổi tiếng của Bayern Munich. Những cầu thủ đã gây ấn tượng với ông trước khi dẫn dắt họ giành cú ăn ba vĩ đại, bao gồm chiếc vô địch Bundesliga và Champions League. Thời điểm Niko Kovac bị sa thải vào tháng 11 năm 2019, khi Bayern chỉ đứng thứ tư tại Bundesliga, Flick là một sự chữa cháy nhanh chóng từ đội ngũ nhân viên hậu trường. Ông chỉ mới gia nhập với tư cách trợ lý huấn luyện viên vào mùa hè năm đó. Bayern vốn đã chuẩn bị cho một cái tên lớn khác cho vị trí huấn luyện viên trưởng, nhưng cuối cùng thì vào đầu tháng 4, cuộc tìm kiếm đó đã kết thúc khi Flick ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Rummenigge đã giải thích: "Trong nhiều năm nay, tôn chỉ của Bayern là kiểm soát bóng, thế trận áp đảo và ghi rất nhiều bàn thắng. Hansi Flick đã mang triết lý bóng đá đó trở lại. Nhưng làm thế nào mà một huấn luyện viên tương đối vô danh đã nâng cao vị thế của mình chỉ trong một quãng thời gian ngắn như vậy, đưa Bayern thoát khỏi cơn khủng hoảng và trở thành cỗ máy ghi bàn?" Trong bài viết này, hãy cùng điểm qua 5 dấu ấn chiến thuật của Hansi Flick tại Bayern Munich. Double pivot. Flick kế thừa một đội bóng mà dưới thời Kovac thường xuyên sử dụng 4-3-3 và 4-2-3-1. Và kể từ khi nắm quyền, 4-2-3-1 là sơ đồ được ông sử dụng nhất quán với nhiều hình dạng phức tạp khác nhau tùy vào mỗi giai đoạn của trận đấu. Trong đội hình này, bộ đôi tiền vệ trung tâm là chìa khóa trong việc vận hành lối chơi. Nếu như dưới thời Niko Kovac, Kimmich là hậu vệ phải full time, thì với Hansi Flick, anh được kéo vào trong với vai trò tiền vệ trung tâm. Từ đây, Kimmich thể hiện tầm nhìn phi thường của mình cùng với khả năng phòng ngự như một tiền vệ hàng đầu. Cái tên cho vị trí còn lại bên cạnh Kimmich thường là Thiago hoặc Goretzka. Rõ ràng bộ đôi tiền vệ trung tâm Thiago và Kimmich là vô song về khả năng kiểm soát bóng và thoát pressing. Và Flick xây dựng đội hình gần như hoàn toàn xoay quanh hai cầu thủ nhỏ bé này. Khả năng phát động các đợt tấn công của họ thể hiện rõ ràng trước cả Chelsea và Hertha Berlin, nơi mà trục giữa của Bayern đã có một show diễn đầy thuyết phục. Trong trận đấu với Chelsea, Kimmich và Thiago thay nhau lùi về bên cạnh hai trung vệ để tăng thêm nhân sự hỗ trợ build up từ tuyến dưới, trong khi người còn lại và hai hậu vệ biên được thoải mái ở khu vực cao hơn, tìm cách liên kết tới các cầu thủ tấn công. Sau khi thu hút được các tiền vệ của Chelsea dâng cao, bóng nhanh chóng được phân phát tới các cầu thủ chạy cánh như Gnabry hay Coman, lúc này đã bó vào half space, hoặc Thomas Müller, người rất nhạy bén với khoảng trống giữa các tuyến. Bayern hiếm khi đứng yên khi cầm bóng, họ liên tục xoay vòng để tạo thế trận tấn công khiến tuyến giữa của Chelsea mất phương hướng hoàn toàn. Càng trở nên đáng sợ bởi sự linh hoạt của David Alaba, người có khả năng cầm bóng thoải mái ở các khu vực trên sân, cho phép anh ấy chuyển đổi vị trí một cách liền mạch. Điều này cũng cho phép Thiago, Kimmich song song với sự tự do cầm bóng di chuyển, đồng thời đảm bảo rằng hàng thủ luôn được bảo vệ. Theo nhiều cách, đây chính là chìa khóa thành công của Bayern Munich dưới thời của Flick, sự thống trị tuyệt đối ở tuyến giữa dẫn đến việc kiểm soát thế trận hoàn toàn. Sự trở lại của positional play, định hướng vị trí. Một trong những điểm nổi bật mà Bayern dưới thời Hansi Flick là phong cách định hướng vị trí, vốn chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bóng đá tổng lực. Ông luôn yêu cầu các cầu thủ của mình hoán đổi vị trí liên tục và có những phương thức di chuyển theo nhóm điển hình nhằm chiếm lĩnh những khoảng trống cụ thể trên sân. Như đã nói ở trên, với việc Kimmich thường xuyên lùi sâu làm bóng và các tiền đạo cánh bó vào khu trung tâm, điều này không chỉ tạo ra khoảng trống hai bên hành lang mà còn giúp hai hậu vệ cánh của Bayern dâng cao khai thác những khu vực này. Đặc biệt là tốc độ và khả năng dê dắt điêu luyện của ngôi sao đột phá Alphonso Davies ở bên cánh trái. Serge Gnabry chơi càng hay dưới thời của Flick trong vai trò tiền đạo cánh trái. Anh tỏ ra ăn ý với Davies trong những pha chồng biên và mặc dù giống như Kingsley Coman khi thuận chân phải, cựu tiền đạo của Arsenal lại cho thấy khả năng tạo ra cơ hội tốt hơn và dứt điểm nhiều hơn. Vị trí này cũng thuận lợi cho Gnabry thực hiện những pha cắt inside sở trường. Tầm ảnh hưởng của Lewandowski. Lewandowski từ lâu đã là một tiền đạo ghi bàn xuất sắc và khả năng chiếm giữ không gian hoặc tay đôi với các trung vệ đối phương. Này đã được Flick nâng cao với tầm ảnh hưởng lớn hơn, giặt cánh. Đặc biệt, kể từ khi có sự xuất hiện của Davies và Gnabry ở khu vực bên trái và lùi thấp cùng Müller hỗ trợ trục dọc, anh thường xuyên chủ động tách khỏi các hậu vệ, lùi về khu vực trung tâm để phối hợp với các đồng đội, sau đó xoay người và lập tức tăng tốc, tấn công vào vòng cấm. Cách di chuyển này trước tiên có thể thu hút hậu vệ đối phương rời vị trí, qua đó tiền đạo cánh có thể bứt tốc, thoát xuống khoảng trống lộ ra nơi hàng thủ.
Lợi thế thứ hai là anh xuất phát sau, ngay sau khi đối phương nhận ra tiền đạo cánh Bayern đang chạy chỗ. Cũng là lúc họ lơ là, Lê Quan lập tức tận dụng thời điểm nhỏ này, di chuyển tới nơi mà anh có thể thoải mái nhận bóng và tìm cho mình một góc sút thuận lợi. Trong một ngày tiền đạo người Ba Lan có cảm giác bóng tốt, đó có thể là một siêu phẩm ghim thẳng vào góc xa khung thành. Müller và Half Space. Thật khó để giải thích hết trách nhiệm của Müller nên trong phần này, chúng ta chỉ có thể tập trung tìm hiểu về vai trò của anh trong việc khai thác Half Space và tại sao khu vực này lại quan trọng đối với Bayern Munich. Half Space là khoảng không nằm giữa khu vực cánh và trung tâm. Có hai lý do chính khiến Half Space thực sự quan trọng. Thứ nhất, trong nhiều tình huống trên sân, nó phản ánh khoảng cách giữa hậu vệ biên và trung vệ. Thứ hai, khi đội kiểm soát bóng, cầu thủ ở khu vực Half Space vừa có tầm nhìn về khung thành, đồng thời bao quát được một khu vực rộng lớn trên sân. Qua đó, có thể cung cấp nhiều đường chuyền đa dạng, nghĩa là họ có thể có nhiều lựa chọn chuyền bóng tốt hơn và sự di chuyển của cầu thủ vào vị trí này cho phép đội tiến hành nhiều cuộc tấn công một cách năng động hơn. Như đã đề cập, Bayern có xu hướng đẩy cao hai hậu vệ cánh. Do vậy, trong rất nhiều tình huống, đối thủ của họ buộc phải chấp nhận kéo giãn đội hình. Khi mà hậu vệ biên bị lôi kéo, còn trung vệ thì buộc phải giữ vị trí để bảo vệ trước khung thành, thì đây là lúc mà Müller xuất hiện nơi khoảng trống giữa họ, Half Space. Sự nhạy bén trong di chuyển và tư duy khoảng trống trên sân là thứ vũ khí sẽ trừng phạt bất cứ sai lầm nơi hàng thủ của đối phương. Một điều mà ít khi được nhắc tới là kỹ năng chuyền bóng, kiến tạo tuyệt vời của Müller. Đặc biệt, ở khu vực Half Space, Müller thường có những pha thoát xuống, quan sát rất nhanh rồi căng bóng vào trong gọn gàng. Điểm đến thường thấy là Lewandowski để rồi tiền đạo này ghi tên mình lên bảng điểm số. Mùa giải 2019-2020, Müller đặt kỷ lục một mùa giải 21 pha kiến tạo tại Bundesliga, trong khi tự mình ghi 8 bàn, con số cao nhất trong sự nghiệp của anh, tổng 29. Pressing và counter-pressing. Bayern không hoàn toàn chơi dồn ép dưới thời của Kovac. Việc chiếm lĩnh trên sân kém hiệu quả đồng nghĩa với việc các cầu thủ phải dựa vào thể lực hơn là cấu trúc để đảm bảo các tình huống pressing tối ưu. Bayern thường để cho đối thủ của họ thoải mái khi cầm bóng. Kết quả sau 10 trận đầu tiên của mùa giải 2019-2020, tỷ lệ thủng lưới của họ lên đến 1,6 bàn trên trận. Kể từ khi Hansi Flick nắm quyền dẫn dắt, Bayern ngay lập tức trở lại như một cỗ máy pressing, liên tục quấy rối và áp sát dữ dội lên bất kỳ đối thủ nào ngay trên phần sân của họ. Điều đó được thể hiện ngay trong trận đấu đầu tiên của ông trước Dortmund. Pressing với cường độ cao là cách phòng ngự từ xa, phá vỡ lối chơi của đối phương, nhưng Bayern trong chuyển đổi trạng thái cũng đáng để highlight. Nếu để Hùm Xám cướp được bóng, hàng phòng ngự lập tức phải hứng chịu đợt tấn công chớp nhoáng từ các cầu thủ đầy tốc độ. 3 trong 5 bàn thắng đầu tiên của họ trước Barcelona đến trong vòng 10 giây sau khi họ giành lại quyền sở hữu bóng. Những quan điểm khác nhau. Những thay đổi trong chiến thuật và lối chơi đã mang lại cho đội bóng xứ Bavaria cú ăn 3 trong mùa giải 2019-2020. Nhưng có nhiều quan điểm cho rằng họ cũng đã gặp may. Tại Bundesliga, Dortmund chưa thực sự là mối đe dọa đến chức vô địch, còn các đội bóng khác chỉ đơn giản là không đủ thực lực. Tại Champions League, họ phải đối mặt với một Chelsea còn chưa định hình lối chơi ở vòng 1/16. Trong trận tứ kết, họ phải đối mặt với phiên bản tệ nhất của Barcelona trong vòng một thập kỷ và đã có một mùa giải tồi tệ. Ở bán kết, Lyon là đội thiếu kinh nghiệm dù đã có nhiều cơ hội tốt trước Bayern nhưng không thể chuyển hóa thành công. Trong trận chung kết, Tuchel thực sự đã vượt qua Flick về mặt chiến thuật nhưng các cầu thủ của ông thất bại trong việc đưa bóng vào lưới. Nhưng bất kể điều gì xảy ra, thực tế là Bayern đã chứng minh cho thành công của họ bằng những cách tiếp cận sòng phẳng với thứ bóng đá tấn công lấn lướt. Những thay đổi của Flick không chỉ mang tính chiến thuật, mà ông còn gắn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cầu thủ bằng những kỹ năng quản lý con người tuyệt vời. Một công lao lớn cũng nên dành cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Boateng hay Manuel Neuer, những người đã nỗ lực trở lại với phong độ tốt nhất. Nhận thức về chiến thuật của Alaba đã giúp cho quá trình chuyển đổi từ hậu vệ trái sang trung vệ diễn ra vô cùng suôn sẻ, và trong khi Davis không mất quá nhiều thời gian để ổn định vị trí mới. Nhìn lại mùa giải 2019-2020, có thể nói không ai xứng đáng vô địch hơn đội bóng của Hansi Flick. Và đó là 5 dấu ấn chiến thuật của Hansi Flick tại Bayern. Bài viết đầy đủ được đăng tải trên website foot45.com. Nếu thực sự thích video này, vui lòng nhấn like và subscribe cho kênh. Bye bye!